Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hồ Văn Đều, sinh năm 1958, cư trú ấp Tấn Phước, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 10 giờ ngày 26 tháng 2 năm 2024, sau khi nhậu cùng một số người bạn ở khu vực Đình Thần, Tấn Mỹ, thì Hồ Văn Đều điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 60K5-3711 về nhà người quen để chơi. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, thì Đều chạy xe mô tô về nhà. Khi đến khu vực tổ 3, ấp Tấn Phước, xã Tấn Mỹ, do say rượu và thiếu quan sát, nên Đều điều khiển xe va chạm vào người bà NTH, sinh năm 1952, cư trú địa phương. Cú va chạm mạnh khiến bà H té ngã xuống đường bất tỉnh. Sau đó, bà H được gia đình đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Đến ngày 28 tháng 2 năm 2024, thì bà H tử vong. Được biết, ngoài điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn, thì Đều còn vi phạm không có giấy phép lái xe theo quy định. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ.